Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Duy Đông đến từ công ty cổ phần Long Biên Hà Nội. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc xe Daisaki có động cơ Euro 4. Và chiếc xe này mang trong mình cái công nghệ của Nhật Bản, với cái cabin sản xuất theo tiêu chuẩn của cabin Porter, cái dòng mà 1 tấn 49 ấy ạ. Đó, sản xuất theo tiêu chuẩn của Porter. Và đây là dòng cabin của Porter. Còn sử dụng động cơ, đó là động cơ Isuzu, sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Nhật Bản. Và với cái cỗ máy Isuzu này thì rất là êm. Và chiếc xe này là chiếc xe có tải trọng rất là khiêm tốn, chỉ dừng lại ở 2 tấn 49. Nhưng mà nó lại thiết kế một cái thùng rất là khủng, có cái chiều dài lọt lòng. Đối với chiếc xe này là có cái phiên bản thùng dài nhất, đó là 4m22. Dòng Daisaki 2 tấn rưỡi này thì có rất nhiều phiên bản, nhưng mà phiên bản dài nhất đó là 4m22, đó là chiếc xe này. Thì cái đối với cái thùng này, nó là một cái thùng dài nhất trong những chiếc xe chạy phố ban ngày. Thì nếu như quý vị đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hay là cung cấp những mặt hàng tới những cái các cái shop trong nội thành, thì có thể sử dụng chiếc xe này là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Ngoài sự ưu ái về cái thùng này thì cái chất lượng hoàn thiện của nó còn rất là tốt. Bởi vì TMT đã quan tâm hơn tới người dùng, đã trang bị cho chiếc xe về một chiếc cabin của Porter và khối động cơ là của Isuzu, và với cái công suất mang lại là 78 kW, rất là khỏe cho một chiếc xe 2 tấn 4. Và để phù hợp với cái khối động cơ có cái công suất rất là khủng đó, thì xe đã trang bị lốp đôi cho bánh sau và sử dụng lốp có kích thước là 6.00 và cỡ vành là 15 inch. Và sử dụng luôn cả một cái bó nhíp 2 tầng. Đây, quý vị có thể thấy bó nhíp 2 tầng là một chiếc xe còi nhỏ nhất trong phân khúc, nhưng mà lại sử dụng là cái bó nhíp 2 tầng luôn. Rất là khủng khiếp, và chúng ta không cần phải lo lắng khi mà chúng ta chở quá tải. Về phần nội thất của xe thì chiếc xe này được trang bị vô lăng 2 chấu và được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của dòng xe du lịch, nên là những cái chi tiết nó hoàn thiện trên này rất là bắt mắt và cái độ hoàn thiện rất là cao. Đây, quý vị có thể quan sát này, được trang bị hệ thống giải trí radio và hỗ trợ thẻ nhớ USB. Phía dưới này đó là nút điều chỉnh điều hòa, chúng ta có thể dùng tắt bật điều hòa và điều chỉnh các chế độ gió và tốc độ gió. Còn ở đây là mặt đồng hồ táp lô, thì được hiển thị đầy đủ với hai đồng hồ cơ lớn, và theo đó là cái mặt màn hình LCD hiển thị rất là đầy đủ và chi tiết. Và trên chiếc xe này đã được trang bị hệ thống kính điện, chúng ta có thể lên xuống kính bằng hệ thống nút ấn, và chúng ta có thể lên xuống được cả hai bên hai bên kính ở bên lái. Đây, ngay cả những cái chi tiết khóa cửa, mở khóa cửa này nó cũng trông khá là giống những chiếc xe con đấy, được trau chuốt khá là tỉ mỉ này. Còn ở trên trần xe thì được trang bị hai vẻ che nắng mỗi bên,
Và xe được trang bị gồm 3 chỗ ngồi. Và tất cả các ghế ở đây đều đã được bọc da. Đấy, quý vị có thể quan sát ghế đã được bọc da. Và đối với cái vị trí chỗ ngồi này thì tôi cảm giác rất là thoải mái. Cảm thấy ngồi thoải mái, không bị gò bó. Và cái ghế này có cái góc chỉnh rất là rộng, có thể thay đổi cái cự ly rất là tốt. Đó. Và bây giờ tôi sẽ nổ máy để quý vị có thể cảm nhận được cái tiếng động cơ. Thì chúng ta cùng cảm nhận xem cái dòng động cơ Euro 4 này nó sẽ như thế nào. Và đây là, tôi xin nhắc lại, nó là cỗ máy của Isuzu nhé. Đó, quý vị có thể thấy máy rất là êm này. Đấy, số rất là ngọt. Và xe sử dụng hệ thống chuyển động gồm hộp số gồm 5 số tiến và 1 số lùi nhé. Đấy, số cực kỳ ngọt luôn. Thì với cái khối động cơ Euro 4 như vậy cho cảm giác rất là êm. Và khi mà tôi nhấp nhả thì cảm giác cái vòng tua máy nó lên, nó khá là lực cho một chiếc xe 2 tấn rưỡi như vậy. Nếu như quý vị đang có nhu cầu mua chiếc xe Daisuke 2 tấn 4 này, 2 tấn 49 này, thì có thể liên hệ ngay cho công ty chúng tôi theo số 0986 388 885. Vâng. Và tôi xin nhắc lại, đây là chiếc xe có cái kích thước lòng thùng dài nhất trong cái phân khúc 2 tấn rưỡi xe chạy ban ngày ở trong phố. Thì khi mà chúng ta lưu thông trong phố thì những cái điều kiện bắt buộc là chúng ta sẽ bị cấm tải những chiếc xe tải to. Thì nhà sản xuất đã nắm bắt được cái điểm này nên đã sản xuất ra một chiếc xe có cái tải trọng đáp ứng được với cái nhu cầu của yêu cầu của các cái quy định ở trong phố, nhưng lại đáp ứng được cả cái nhu cầu chở hàng hóa của người dân, đó là nâng cái kích thước lòng thùng rất là dài lên. Và hiện tại chiếc xe này đang có rất là nhiều phiên bản, từ thùng 3m3, 3m6 và đến chiếc xe này là 4m22. Với những các cái phiên bản được thùng được đóng lên từ chassis hay là thùng đóng lên từ thùng lửng thì cũng đều có những cái mức giá nhá, sàn sàn nhau, không quá chênh lệch nhiều. Thì để quý vị có thể lựa chọn được đa dạng. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và share clip để giúp công ty chúng tôi phát triển.